Kim Kardashian thắng kiện 2,7 triệu USD vì bị hãng thời trang, nhái, phong cách. Phía Kim Kardashian đã kiện công ty này vì trục lợi từ phong cách thời trang của cô. Họ đã tung ra những món đồ giống hệt với những lựa chọn thời trang của Kim. Bên cạnh đó, công ty này không hề hỏi xin ý kiến, chưa từng nhận được sự đồng ý của cô. Sau khi vụ việc được đưa ra xét xử, Kim đã giành phần thắng và nhận được 2,7 triệu USD, gần 63 tỷ đồng, tiền bồi thường và 60.000 USD, gần 1,4 tỷ đồng, cho các chi phí theo đuổi kiện tụng. Nhãn hiệu thời trang này cũng bị cấm tung ra những sản phẩm thời trang, nhái, theo phong cách Kim Kardashian trong tương lai. Ban đầu, Kim đòi mức bồi thường 10 triệu USD. Một số hãng thời trang khác có dấu hiệu trục lợi từ phong cách thời trang của ngôi sao truyền hình thực tế này, khi chưa có được sự thỏa thuận đồng ý cũng đang bị phía Kim đưa vào tầm ngắm. Hiện tại, người đẹp 38 tuổi đang theo đuổi kế hoạch trở thành nữ luật sư. Vụ kiện lần này đã được Kim theo đuổi từ hồi tháng 2. Trong giới showbiz Mỹ, Kim vốn được biết tới với phong cách thời trang ấn tượng, có tính chất định hình phong cách, trào lưu đối với cộng đồng fan của cô. Việc nhãn hiệu thời trang ăn theo những món đồ mà Kim sử dụng khi chưa nhận được sự đồng ý bị xem là trục lợi bất hợp pháp. Theo phía tòa án, nhãn hiệu thời trang bị kiện đã liên tục sử dụng tên của Kim Kardashian trong hoạt động quảng cáo sản phẩm với những mẫu thiết kế có mức độ tương đồng lớn với những bộ đồ mà Kim sử dụng, dù không hề nhận được sự cho phép. Hoạt động quảng cáo được tiến hành công khai trên mạng xã hội. Thậm chí có những đăng tải còn sử dụng hình ảnh ngoài đời thực của Kim Kardashian khiến công chúng có thể tưởng lầm rằng Kim có sự cộng tác nào đó với thương hiệu này. Nhiều món đồ mà Kim Kardashian sử dụng là do chồng cô rapper kiêm nhà thiết kế thời trang Kanye West lên ý tưởng và thực hiện, vì vậy đó là những thiết kế độc đáo riêng có trên thị trường. Bộ váy bó sát màu vàng ánh kim được Kim Kardashian đưa ra như một trong những bằng chứng thuyết phục nhất. Thiết kế này do chồng cô rapper Kanye West thực hiện riêng cho vợ và ngay lập tức đã bị công ty nọ khai thác. Chia sẻ về vụ kiện này, Kim Kardashian nói, thật thất vọng khi thấy những công ty thời trang này nhái theo những thiết kế được thực hiện bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của những nhà thiết kế đích thực, những người đã đặt tất cả tâm lực của họ vào những ý tưởng nguyên bản. Tôi đã chứng kiến những công ty này trục lợi từ những thiết kế của chồng tôi trong nhiều năm và giờ đây điều này còn gây ảnh hưởng tới những nhà thiết kế khác đã hào phóng tặng những thiết kế đẹp và độc cho tôi. Tôi không thể im lặng nữa. Có những thiết kế nhà mốt để tôi mặc trước. Họ thậm chí còn chưa sản xuất để bán ra thị trường, vậy mà các nhãn hiệu ăn theo đã kịp sản xuất trước để giao bán. Nhiều người tưởng rằng giữa tôi và những nhãn hiệu này có sự liên kết, nhưng không. Mối quan hệ giữa tôi với các nhà thiết kế thời trang là rất quan trọng. Tôi phải mất hơn một thập kỷ mới gây dựng được, tôi rất trân trọng các sáng tạo của họ. Những bộ đồ tôi mặc đều được lên ý tưởng trước từ vài tuần, vài tháng, thậm chí cả năm và tôi biết ơn từng khoảnh khắc thời trang ấn tượng mà các nhà thiết kế đã giúp tôi tỏa sáng. Vì vậy, tôi không dung thứ cho cách thức làm ăn gian dối của những công ty thời trang nhái ý tưởng. Kim Kardashian hiện là mẹ của 4 người con nhỏ. Cô không chỉ là ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng, mà còn là nữ doanh nhân ở nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, nước hoa, thời trang. Bên cạnh đó, Kim cũng đang theo học để chuẩn bị dự thi và có ý định trở thành luật sư. Bích Ngọc, theo TMZ, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.